Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Zodipan Vlog. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin tiểu sử Hoa hậu Trần Thị Thu Ngân. Hoa hậu Trần Thị Thu Ngân là Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu năm 2016. Trước đó, mọi người biết tới một Thu Ngân đã gây sốt cộng đồng mạng bởi vì đồ cực ăn ảnh của cô. Ngày hôm nay, Zodipan Vlog xin cung cấp cho các bạn thông tin đầy đủ nhất về cô Hoa hậu Trần Thị Thu Ngân. Trần Thị Thu Ngân sinh năm 1996 tại Hải Phòng. Trước đó thì mọi người biết tới Thu Ngân gây sốt cộng đồng mạng cực kỳ ăn ảnh. Tối ngày 7 tháng 8, cô gái này chính thức đã được xướng tên là Hoa hậu bản sắc Việt Nam đầu tiên. Trong cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt, Trần Thị Thu Ngân chính là thí sinh mang số báo danh 354 đến từ Hải Phòng. Hiện cô đang là du học sinh bên Thụy Sĩ. Thu Ngân cao 1m70, nặng 49kg. Cùng với số đo 3 vòng tiệm cận chuẩn là 87, 59 và 92. Không chỉ có một thân hình gợi cảm, người đẹp quê gốc Hải Phòng này còn có gương mặt trái xoan ưa nhìn và cực nét khi lên ảnh. Nhờ vậy mà trong đêm bán kết vừa qua, cô cũng đã giành được giải phụ đầu tiên là người đẹp ảnh. Ở các vòng đầu của Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu, các ekip làm việc khi tiếp xúc với Ngân đều đánh giá cao về vẻ đẹp cũng như khả năng ứng xử của cô gái này. Người đẹp cũng rất nhiệt tình và cũng mạnh dạn trong mọi hoạt động của cuộc thi. Với một gương mặt thuần Việt, một thân hình nóng bỏng, kiến thức, sự mạnh dạn và sự tự tin có được từ quá trình du học ở nước ngoài, Thu Ngân đang được đánh giá là một trong số những thí sinh sáng giá nhất ngay từ những vòng đầu của đấu trường nhan sắc quốc tế. Và đúng như mong đợi, chung kết Hoa hậu Việt được tổ chức vào tối ngày 7 tháng 8 đã chính thức xướng tên Trần Thị Thu Ngân chính là Hoa hậu. Nói về quyết định khi con gái dự thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016, mẹ của Thu Ngân chia sẻ: "Khi tham gia vào hội nữ lãnh đạo quốc tế, tôi mới thấy rằng nếu như mình không tốt và ở đâu cũng sẽ không tốt. Nếu như mình giỏi bản lĩnh, mình có thể phát huy được tài năng, làm điều tốt cho cộng đồng, cho quê hương. Sau khi nghe mọi người phân tích, tôi đã đồng ý cho con thử thi sắc đẹp." Thu Ngân đã có một tháng được đào tạo về kỹ năng ăn nói và đi đứng cơ bản ở một cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị Hòa kể rằng mọi thứ đối với Ngân đều mới mẻ, bản thân em thì lại hơi vụng về nữa. Thời gian ngắn cho nên Ngân tập luyện khá vất vả, tôi bận kinh doanh cho nên không thể đi cùng con. Nhưng mà Ngân luôn được một người bác theo sát và chăm lo. Chia sẻ về dự định tương lai của cô nữ sinh 9X sau khi đăng quang, mẹ cô đã cho biết ý định tham gia nghệ thuật hay không đều phụ thuộc vào sở thích và đam mê của con gái. Trước mắt, có nhiều khả năng Thu Ngân sẽ thực tập tại Sài Gòn 6 tháng để thuận tiện cho những hoạt động cộng đồng sau khi thi Hoa hậu bản sắc Việt. Sau khi tôi thi xong, thú thực tôi chưa có nhiều thời gian nói chuyện với Ngân cho nên không biết trong lòng con nghĩ như thế nào. Nếu như Ngân có duyên với điện ảnh thì cuộc thi này sẽ là một nền tảng. Làm việc trong ngành thẩm mỹ đã được 16 năm, song chị Thanh Hòa lại khẳng định chưa cho con gái chỉnh sửa bất cứ bộ phận nào. Sau này tôi cũng sẽ không muốn chỉnh sửa cái gì cho Ngân, thẩm mỹ không đúng thì sẽ nhìn rất dữ, mà những nét tự nhiên của Ngân lại rất mộc mạc. Theo như báo Dân Trí đưa tin, trong tháng 7 vừa qua ở Hà Nội, ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam cũng đã gặp mặt thân mật và trao quyết định cũng như là bằng khen cho Trần Thị Thu Ngân, nữ đại sứ ở Thụy Sĩ, bởi vì những đóng góp cho chương trình chống đuối nước và xóa nạn mù bơi cho trẻ em ở Việt Nam. Tham gia vào buổi trao tặng quyết định và bằng khen còn có bà Lê Thị Thanh Hòa, Giám đốc Trung tâm Làm đẹp Công nghệ cao Thanh Hòa Spa ở Hải Phòng. Và một trong số những việc làm thiết thực thu hút được sự chú ý của cộng đồng trẻ là sự đấu giá bức tranh của du học sinh Trần Thị Thu Ngân. Toàn bộ số tiền thu được 100 triệu đồng cũng đã được Thu Ngân chuyển về cho chương trình phòng chống và giảm thiểu đuối nước cho trẻ em của Hiệp hội Thể thao Dưới nước của Việt Nam. Tôi cho rằng đây chính là một hành động rất thiết thực có ý nghĩa đối với xã hội. Cho dù còn trẻ tuổi và lại học tập ở nước ngoài, nhưng mà em đã sớm ý thức được trách nhiệm của xã hội của mình đối với đất nước. Tôi vô cùng cảm kích. Chính vì vậy, Hiệp hội Thể thao Dưới nước cũng đã tổ chức buổi gặp để trao tặng quyết định cũng như là bằng khen cho em. Đây chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp rất to lớn của em cho chương trình chống đuối nước.
Và tôi hy vọng sẽ có càng ngày nhiều doanh nhân, doanh nghiệp và những bạn trẻ quan tâm cùng đồng hành với chương trình ông Nguyễn Đức Hạnh đã chia sẻ. Chứng kiến tại buổi lễ trao tặng, bà Lê Thị Thanh Hòa cũng đã không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào. Bà cho biết, ngay khi còn là học sinh, Trần Thị Thu Ngân đã quan tâm đến những hoạt động cộng đồng. Con bé thường trích một phần tiền mẹ cho ăn học để ủng hộ cho những chương trình từ thiện. Tôi tiếp tục động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho cháu tham gia vào các hoạt động ý nghĩa này. Bà Lê Thị Thanh Hòa cũng đã bật mí. Vừa qua, Thu Ngân quyết định tham gia vào cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu. Thu Ngân chia sẻ, cô đã quyết định tham gia Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu bởi đây chính là một cuộc thi có quy mô quốc tế thu hút rất nhiều bạn nữ trẻ ở Việt Nam trên khắp thế giới. Thu Ngân lại hy vọng qua cuộc thi này, cô mong muốn trở thành đại sứ giúp quảng bá những vẻ đẹp về con người, văn hóa, du lịch Việt Nam mà trước hết đó là ở đất nước Thụy Sĩ, sau là những quốc gia khác trên thế giới. Là người trẻ tuổi và ở Việt Nam, Thu Ngân cũng luôn ý thức mình phải có trách nhiệm của một công dân Việt Nam, dùng sức trẻ và kiến thức cô đã thu thập được ở nước ngoài để cống hiến giúp đỡ cho cộng đồng với những người Việt Nam đang gặp khó khăn. Đặc biệt, cô muốn dùng tiếng nói của người trẻ để đưa hình ảnh của Việt Nam hội nhập đối với thế giới bằng văn hóa, truyền thống, con người và vẻ đẹp du lịch. Bà Thanh Hòa kể, ngay từ khi cô sinh ra, Thu Ngân đã là một cô bé vô cùng đặc biệt. Người ta hay nói rằng phụ nữ sinh con so thường thiếu tháng. Nhưng mà bạn có tin không, tôi mang bầu Thu Ngân 12 tháng thì cháu mới chịu ra đời. Thời đó có lẽ cứ mãi làm ăn bởi vì vất vả quá cho nên tôi cũng không để ý mình chưa có con. Tôi vẫn còn nhớ khi đi sinh Thu Ngân, tôi còn bị bác sĩ mắng vì chút xíu nữa bị con ngạt vì nước ối cạn kiệt. Dù cho bị quá tháng nhưng tôi rất may mắn vẫn có thể sinh con bình thường mà lại không cần can thiệp phương pháp mổ đẻ. Con bé dạo đó khi chào đời đã nặng hơn 4 cân, mắt mũi thật là đặc biệt và ngay từ khi sinh ra cũng đã có luôn một chiếc răng, bà Thu Hà nhớ lại. Ngay từ lúc nhỏ, Thu Ngân đã cho thấy là cô bé nhanh nhẹn và thông minh. Trong số 24 người cháu thì cô bé luôn được ông nội cưng nhất bởi vì vừa ngoan vừa đáng yêu và đặc biệt. Tôi vẫn nhớ dạo đó, bố chồng tôi đã chiều con bé hết sức, mỗi tháng luôn dành dụm tiền lương để tặng con bé bởi vì thành tích học tập, mẹ Thu Ngân nói. Theo lời chia sẻ của mẹ Hoa hậu thì từ lớp 1 tới lớp 10, Thu Ngân luôn đạt được thành tích tốt trong học tập. Thậm chí, người đẹp đã được chọn đi thi học sinh giỏi, môn sinh cấp trường. Lớp 10, Thu Ngân đã được mẹ cho sang Anh du học, học được 2 năm bởi thời tiết không phù hợp, sức khỏe ốm yếu cho nên cô quay trở về Việt Nam. Trong khoảng thời gian cô quay về Việt Nam sinh sống, Thu Ngân rất tích cực tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng. Con bé đã từng đi bán thanh long với mẹ để gây quỹ từ thiện. Tôi vẫn còn nhớ, mình cũng tham gia bán thanh long cùng con bởi vì trời nắng nóng mà cháu bạn chưa bán hết, con chưa yên tâm với các bạn. Ngân là người sống có tình cảm, cháu luôn ý thức giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Trước khi qua Thụy Sĩ du học, cháu đã từng nhiều lần cùng với bạn gom tiền để thăm các em bị khuyết tật bẩm sinh tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Chính tấm lòng của Ngân khiến cho tôi vừa thương vừa nể phục con bé, chị Hòa đã bộc bạch. Chị Thanh Hòa cũng không giấu được chuyện gia đình đổ vỡ trong hôn nhân. Thu Ngân và hai người em, một gái một trai, chính là con chồng đầu của chị. Anh Hiệp, người chồng hiện tại của tôi, là một người rất thương và chăm lo cho Ngân cũng như là em gái của Ngân. Dù không phải là bố đẻ, nhưng mà anh còn quan tâm nhiều hơn chính con ruột của anh. Tiền Ngân đi du học bên Anh, Thụy Sĩ và em gái hiện tại đang du học bên Mỹ là do tôi và anh Hiệp cùng nhau hỗ trợ. Tôi cũng rất cảm ơn người chồng hiện tại bởi nhờ có anh mà mẹ con tôi mới có được một đời sống như ngày hôm nay. Chính anh là người đã động viên tôi ủng hộ cháu đi thi Hoa hậu, chị Hòa đã tâm sự. Mẹ Thu Ngân cũng đã cho biết con gái đi thi Hoa hậu rất tình cờ và lần đầu đứng ở trên một sân khấu lớn nên cũng có nhiều bỡ ngỡ. Bản thân của Thu Ngân và gia đình cũng chỉ nghĩ tham gia vào một cuộc thi để con gái thêm phần tự tin và cũng là cơ hội được gặp gỡ bạn bè sinh sống ở rất nhiều nơi cùng mang dòng máu Việt. Chị làm về thẩm mỹ, vậy nếu như ai đó nghi vấn, mẹ dùng thủ thuật thẩm mỹ để hóa phép nhan sắc cho con gái giành giải Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016, chị sẽ nói gì? Đặt câu hỏi cho chị Thanh Hòa, mẹ của tân Hoa hậu Thu Ngân cũng đã rất thẳng thắn bày tỏ. Chị nói rằng,
Tôi biết thế nào cũng sẽ có người hỏi tôi câu đó, nhưng mà tôi khẳng định chưa bao giờ và cũng không có ý định làm thay đổi điều gì trên khuôn mặt hay thân hình của Ngân. Thực ra, đối với độ tinh nghệ của các chuyên gia, ai làm thẩm mỹ cũng sẽ biết ngay. Và nếu như muốn phẫu thuật cho Ngân, đầu tiên tôi sẽ làm cho con là chỉnh đôi mắt. Bởi vì Ngân mắt một mí, nếu như dùng công nghệ nhấn thành hai mí vô cùng đơn giản mà lại không vi phạm quy chế, nhưng mà tôi không làm điều đó. Tôi mong muốn tất cả những gì Ngân đều có là tự nhiên, và tôi cũng xin chịu trách nhiệm cho những khẳng định của mình rằng con gái mình chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Chị Thanh Hòa đã thẳng thắn.